Ở đây bảo nó làm như nào? Đây, đây là bộ chủ đăng trước các bạn nhá. Của xem trai dáng rất đẹp không bạn này? Đẹp trai của Hải đây mà làm dùm. Hải sáng ghê, con này ăn bao tiền em? Con này kỷ niệm cho em ăn kỷ niệm à? Được đấy nhờ. Đây, đấy. Như nào? Đúng rồi, chính xác luôn. Em về em hàn này vào đây này. Làm như nào? Em thả cái bát này ra nhá. Rồi. Em chấm hàn vào đấy. Em thả bát ra đi, thả bát đấy, em xoáy ra. Xoáy bát này ra, đấy. Nhưng mà phải nút thả ra là không bình thường, thả bình thường. Thả bát bình thường, không liên quan đến xe cả. Mà mình độ này rất hay luôn. Đây các bạn nhìn thấy không? Sáng bóng luôn này. Đấy, quả ba răng răng nhôm. Đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, em hàn vào đây. Em hàn hơi vào đây. Xong em bắt rồi, đây, xong rồi. Đấy, cái bụng như này. Em thấy mọi lần clip anh nhìn nó khoan được nhưng mà cái kia là của Kia mặt nó bằng con này của em, mặt nó lôi này không dùng được vì là mình nhộn nhôm rồi, mặt nó lôi không dùng được, bắt buộc phải hàn thôi. Em ra từ hàn ngay đây tầm mấy chục mét này có cái ông hàn trong ngoài cái nước ở trong ngoài cái nước ông nào hàn ấy nó được sợ hàn cái nước không đóng ngay ra chứ okay. Đóng ra trong hàn chứ okay. Đóng ngay ra bằng học kệ này ra trong ông hàn đóng ra có phải kệ này ra không liên quan cái chụp này không liên quan em bao tiền không của em 300 thôi chú ơi của em 300 thôi. Đây, xe ra đây đẹp quá nhá. Đấy, một sổ hơi, quả bốc bằng ra răng, quá tuyệt vời luôn đấy. Đó. Con này, sao con này ôm một kế nhờ? Ôm cái này à? Anh nhà anh bán lại kiểu này mà. Kiểu này không, em không sợ che mất đề nào. Em có mua cho em mà. Thế à? Anh sợ cái này là của... Con này là nhờ? Con này cả cản ở đây nhưng mà chưa thời gian, có cái cản rồi. Chưa thời gian. Các bạn nhé, đang nằm trước Isuzu PKR của em trai đang, chuẩn bị lên đồ các bạn nhé. Đây là một trong những siêu phẩm. Đây thùng nhôm mà hôm nọ thì mình đã có một video lắp cái tay khóa thùng nhôm của em trai rồi, rất đẹp luôn này các bạn. Ngoài các bạn nhìn thấy mâm kia không? Đây là mâm nhôm các bạn nhé, khỏe hốc các bạn nhé, đẹp mâm nhôm luôn này. Cái mâm nhôm này rất đẹp luôn. Đây các bạn, có mâm nhôm đằng sau thì em trai hốc ra xanh. Con này ra răng phương sau là R15 các bạn nhé, R15 quá đẹp luôn đúng không các bạn, và thùng nhôm nhìn đẳng cấp thật. Đấy, mình thử lướt qua trong cabin em trai độ gì cho các bạn nhá. À, trong cabin này em trai chưa độ thì quái, chưa lên đồ. Có gì đấy mà đồng số. Chứng bản thôi. À. Biết mẹ thôi. Đó các bạn nhá, đây. Cái này bao nhiêu tiền ạ? Đâu em, cái đấy là 450 của tôi em ạ. Nhưng mà cái đấy nếu mà để vào bên ấy, thì bộ này phần keo silicone. Em có một bên là lắp kéo vừa. Không vừa, đưa nhắp rồi cho, cầm đây nhắp cho. Anh nhắp được, vừa mà. Rất là hay luôn. Đó, cái này chơi rất là hay luôn. Chú ơi, rồi. Chú ơi, chú lấy keo bắn cho em đi. Cái miếng tay to đó anh làm cho. Lấy lớp miếng tay đây anh làm cho. Một phát được không? Đấy các bạn nhé, cái này thì đôi khi là nó sẽ có tình huống là nó bị bơm keo. Thì là anh em bắn cái keo silicone mà có cầm băng dính không ạ? Định vị vào em định vị lại tầm tiếng sau bóc ra xong. Đấy, các bạn nhớ dán đồ chơi của Isuzu PKR, các bạn nhớ bắn keo cho mình nhé. Anh em nhớ bắn keo nhé. Hôm nay thì mình có điểm lại những món đồ chơi trên PKR có đây. Và hiện tại đang có ràng bình. Các bạn một là bình gạt mưa các bạn này. Hai là bắn ga lăng các bạn. Ga lăng các bạn. Ba là ốp gió đây. Đấy đây ốp đèn pha. Ốp đèn pha với đèn pha là sẽ có hai kiểu. Cái kiểu này thì không nhập, mình nhập cái kiểu kia thôi. Kiểu này nó không che vấn đề thì không nhập các bạn nhé. Mình nhập kiểu kia. Đây là chủ kính nha các bạn này. Đây là chủ kính Trung A. Đấy, đi. Nếu mà đéo lắp được thì bố mẹ cái mới. Không lắp được. Lắp được em ạ. Nó bênh ra, lắp cái này nó lại vướng lại bong ra. Không được, được đây. Em hiểu không? Có nghĩa là em chung rồi với ông Dính đi. Để ông Dính. Không thì chung lấy cái VIP bắn phát đây cho anh. Không, nếu mà có cái mới bán mẹ em cái mới đi. Bán cái mới à? Đấy, chung lấy bộ mới vậy. Đâu nào. Để lấy cái xin không? Toàn chạy chiếc xe Isuzu PKR các bạn ạ. Và đồ chơi của nó, con này rất là nhiều đồ chơi các bạn nhé. Rất là nhiều luôn. Đấy các bạn nhé, xe đẹp các bạn. Độ mâm mùi. Thế các bạn không nhìn một con này cũng phê luôn đấy. Mình sẽ bán hàng nhưng mình nhìn đến mình phê luôn. Đấy các bạn, cái gì này. Này, lên cái cản trước thì đẹp. Ừ, tôi có cản là chấm hết luôn đấy. Đấy, cái đấy tuyên truyền hay các bạn. Đây, cho các bạn xem cái xe của em. Nó đẹp của em. Đấy, vừa béo. Quan cảnh Isuzu PKR 270 lên đồ chơi cực lâu luôn các bạn nhé. Đây rất là hay luôn các bạn, anh em đóng rất là hay luôn. Đấy, mấy cái này các bạn thấy hay không? Đây là chân tướng Trung A này, tay này thường.
tiền mua lốp rồi. Cái này xi nhan gò má đấy, từng cần mưa đấy các bạn nhá. Đây là đang dán cái lốp tay điện cửa con trai này các bạn này. Đấy, đây là làm mưa gió này đấy. Con này mai kia em có định lên gương to được không? Đấy em lên gương đấy. Ừ, lên gương mặt đấy, ốp vào cho đẹp luôn. Mua gần 5 triệu. Đấy nhỉ, đây cả cần đúng không? Dạ. Cả cần đúng không? Cả gương mai mua ốp bên này, mấy em mà xong lên đúng rồi. Nghe chị ơi. Quá đẹp quá. Có phải kết quả các bạn ạ. Có tên luôn rồi.